các cán bộ quản lý lẫn các chuyên viên thì vẫn làm việc thì mới có thực hiện được các cái nhiệm vụ để hỗ trợ các bạn mà. Vâng. Các bạn có bị tiếng vọng, tiếng ồn, tiếng rè gì không? Hiện tại là em chưa thấy gì. Vẫn nghe tốt đúng không? Vâng. Hôm nay thì thầy sẽ điểm lại với các bạn là các cái nội dung của cái đợt là học mà trong Tết, gần Tết nhất của chúng ta về thiết bị điều khiển logic khả trình. Thầy nhớ rằng là đã dạy chúng ta đến nội dung liên quan đến giới thiệu về cấu trúc phần cứng, giới thiệu về nguyên tắc hoạt động và đang đi vào nội dung liên quan đến phân loại các cái thiết bị PLC. Thì chắc là cũng lâu lắm rồi, chúng ta cũng quên nhiều đúng không? Thì thầy sẽ review lại các cái nội dung đấy một lượt. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục các cái nội dung mới. Thì để tổng hợp lại các cái nội dung kiến thức thì thầy sẽ đi nhanh lại cái nội dung này một chút, sẽ mở tổng thể slide. Ở trong cái lớp học thì các em cố gắng tắt cái mic, bởi vì mic thì chúng ta có thể sẽ mang lại cái tiếng ồn cho lớp. Nếu chúng ta có tai nghe thì chúng ta có thể sử dụng tai nghe để tránh tiếng vọng. Trong quá trình chúng ta lên online thì nếu chúng ta gặp trục trặc gì thì chúng ta sẽ message hoặc là nhắn lại cho thầy, thầy sẽ xử lý các nội dung đó. Thì chúng ta biết rằng là thiết bị PLC thì được viết tắt của Programmable Logic Controller, và nó đã ra đời từ những thập niên 60-70. Em thầy ơi. À đó. Có một bạn hình như là chưa được vào nhóm hay sao ạ? Một bạn chưa được vào nhóm à? Vâng, thầy ơi, kiểm tra bạn ấy theo ạ. Bạn Hoàng Nguyễn Hoàng Linh ạ. Nguyễn Hoàng Linh chưa được vào nhóm. Nguyễn Hoàng Linh ạ. Trong nhóm này thì thầy thấy rằng là Nguyễn Hoàng Linh ạ. Nguyễn Hoàng Linh à? Hoàng Linh là anh Linh ạ. Linh. Nguyễn Hoàng Linh. Đây rồi. Thầy vừa link đến bạn đấy đấy thì bạn đã nhận nick chưa? Anh đi đâu rồi? Được chưa? Link được chưa? Dạ được rồi ạ. Nó link được rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Các bạn học trên máy tính nhé, học trên điện thoại đấy, smartphone. Máy tính thôi ạ. Rồi, nhất trí. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Sự ra đời của PLC thì bản chất ở đây chúng ta thay thế các cái hệ thống, các cái tủ bảng điện điều khiển dư le. Và sau này thì PLC nó rất phát triển và nó được sử dụng rất là nhiều trong các cái lĩnh vực, từ các cái đời sống dân dụng đến các lĩnh vực công nghiệp và giao thông vận tải. Và cái sự phổ biến của PLC thì
Ngày nay thì chúng ta thấy rằng là nó rất là rộng. Thì về cơ bản chức năng của BLC thì giống như chức năng của bộ điều khiển dựa trên các cái mạch dưa le. Thì cái này thì đợt các cái buổi học trước Tết thì thầy cũng đã giảng rất là kỹ và nội dung cũng rất là rõ ràng. Và trong slide thì trước đó thì thầy cũng đã gửi xuống lớp thông qua bạn lớp trưởng Hiếu, đúng không ạ? Hiếu nay có trên lớp không? Thì chúng ta sẽ có điểm rất là nhanh thôi, đúng không? Còn lịch sử ra đời thì từ những năm 1968 và đến năm 2000 thì đã hoàn thiện về các cái chuẩn phần mềm lập trình và các cái phần mềm hỗ trợ truyền thông, và đặc biệt là những cái hệ phần mềm liên quan đến các thuật toán điều khiển chuyên dụng sau này, ví dụ như bộ điều khiển PID và thậm chí những bộ điều khiển thông minh theo xu hướng AI sau này là bộ điều khiển mở, cũng như là các cái thuật toán liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bởi vì nó dựa trên cái nền tảng số rất là mạnh. Cái ưu điểm, nhược điểm thì cũng đã có rồi. Và cái này thì chúng ta sẽ thảo luận trong cái phần bài tập, thì chúng ta sẽ làm rõ hơn những cái nội dung. Đặc điểm thì chúng ta cũng thấy khá rõ là nó cấu trúc đơn giản và nó sẽ được thiết kế chuyên dụng cho cái môi trường làm việc công nghiệp. Điểm đặc biệt nhất của nó ở đây là khả năng lập trình lại cho các cái tùy biến, cho các ứng dụng khác nhau. Tức là một sản phẩm này có thể ứng dụng cho một cái nhiệm vụ A, sau đó có thể thiết kế dựa trên phần cứng, sau đó chúng ta sẽ update lại cái phần mềm và thiết kế phần mềm cho cái dự án B. Và nó tất cả nó được theo chuẩn công nghiệp. Các cái ngôn ngữ lập trình thì nó được chuẩn hóa, do đó nó có thể sử dụng chung một cái thuật toán và hiệu chỉnh lại các cái ngôn ngữ lập trình cho dự án A hoặc dự án B hoặc dự án C, cũng như là của hãng, các hãng khác nhau, ví dụ hãng Siemens, hãng Mitsubishi, hãng Rockwell Automation thì đều có thể sử dụng chung cái thuật toán đó. Nó chỉ cải tiến, nó chỉ thay đổi một chút liên quan đến chương trình lập trình. Thì cấu trúc ở đây thì chúng ta biết rằng là nó nền tảng nó dựa trên cái bộ vi xử lý, và nó bao gồm các cái khối thiết bị, các cái khối phần tử phụ kiện lắp thêm vào để nó tạo thành lên một cái thiết bị hoàn chỉnh. Đó là cái khối giao diện vào, khối các module đầu vào, khối các giao diện ra, khối các module đầu ra, nguồn, chắc chắn là phải có nguồn rồi. Và đối với lại bộ vi xử lý, có thể nó sẽ sử dụng trên đó các bộ nhớ online, và đối với BLC thì nó sẽ hỗ trợ thêm các bộ nhớ mở rộng. Bộ nhớ mở rộng thì cũng có thể là ROM, có thể là EEPROM và có thể là RAM. Và nó có một khối truyền thông, khối này rất là cần thiết. Nó dùng để thứ nhất là ghép nối với lại các thiết bị lập trình, có thể nó sẽ thực hiện đối với lại các cái chức năng khác, đúng không? Đặc biệt trong các hệ thống lớn để sau này nó liên kết giữa các thiết bị với nhau. Thì đấy là cái đặc điểm đặc trưng về cấu trúc cơ bản nhất. Nghĩa là nền tảng ở đây, lõi ở đây vẫn là vi xử lý, vi điều khiển. Vi xử lý, vi điều khiển. Do đó là sau này có rất nhiều bạn có hỏi thầy là việc chúng ta học thiết bị công nghiệp, việc chúng ta học BLC thì có cần quan tâm sâu sắc lắm đến vi xử lý không? Thì tôi trả lời rằng là rất là quan trọng, rất là quan tâm. Bởi vì cái vi xử lý nó là cái nền tảng, là cái lõi của hầu hết tất cả các cái thiết bị phần cứng. Nếu chúng ta muốn phát triển dựa trên các cái nền tảng kỹ thuật khoa học sau này. Thế tuy nhiên thì đối với lại BLC thì vì cái sự chuẩn hóa của nó và cái sự sử dụng đa dạng của nó, do đó nó làm các bạn sau này các bạn hay lựa chọn theo cái hướng thiết bị công nghiệp dựa trên cái việc tích hợp hệ thống trên BLC. Chúng ta có một cái slide khác liên quan đến cái mô tả chi tiết hơn về cấu trúc của BLC dựa trên dạng mô đun hóa. Thì lõi của nó, nền tảng của nó vẫn là chip vi xử lý, vi điều khiển.
Kết nối với lại vi xử lý điều khiển là các cái thành phần thiết bị module vào ra, đúng không? Thiết bị vào, thiết bị ra. Thì ở đây thì đối với lại các cái hệ thống sau này thì BRC nó cũng đóng vai trò đơn giản là thiết bị điều khiển các cái tín hiệu logic nữa, tín hiệu số nữa, mà nó xử lý rất nhiều các cái tín hiệu tương tự. Do đó nó sẽ xuất hiện các cái module thiết bị vào ra tương tự và các module thiết bị vào ra đặc biệt chuyên dụng. Ví dụ là nó sẽ tích hợp vào đó các cái bộ module điều khiển PID. Trong hệ thống điều khiển tính thì các bạn đã học bộ điều khiển PID rồi. Các cái module điều khiển vị trí, các cái module xử lý tín hiệu analog đầu vào cân, đầu vào khối lượng. Thế thì đấy là những cái module chuyên dụng, những module đặc biệt, hoặc là những module chuyên biệt cho xử lý nhiệt độ mà chúng ta không phải xử lý nhiệt độ trong các cái module phổ biến hay là trong cái phần mềm nữa. Thì đấy là cái sự phát triển về sau này, và chính vì cái sự phát triển phù hợp theo cái công nghệ cũng như là đáp ứng theo nhu cầu người dùng, do đó là thiết bị nó ngày càng phổ biến, và đặc biệt khi cái nguyên vật liệu cũng như là cái sự phát triển càng về sau thì các sản phẩm có cái giá thành nó càng cạnh tranh, do đó là hầu hết trong các cái ứng dụng, nếu chúng ta không tính tới việc sản xuất hàng loạt và đáp ứng chuẩn theo công nghiệp với độ tin cậy cao, thì chúng ta thông thường sau này chúng ta sử dụng cái thiết kế nhiều trên cái nền tảng thiết bị BRC. Ở đây thì chúng ta sơ qua một chút liên quan đến cấu trúc cái cổng vào và cổng ra. Thì ở đây chúng ta được hiểu là các cái ghép nối, các ghép nối của các tín hiệu vật lý đầu vào và sau đó đưa tín hiệu đến cái CPU. Thì ở đây chính là tín hiệu điện chuyển từ cái tín hiệu vật lý sang tín hiệu điện và sang tín hiệu số. Thế thì đối với lại đầu vào ở đây thì chúng ta sẽ có là cấu trúc đầu vào transistor, và thông thường nó sẽ để đảm bảo cái vấn đề tín hiệu điện thì nó thông qua cái optocoupler, đúng không? Thì chúng ta có đầu vào DC tức là tín hiệu vào một chiều, chúng ta có đầu vào AC tức là tín hiệu vào là xoay chiều, và tín hiệu này là tín hiệu logic, tín hiệu logic, đúng không? DC 20V và AC có thể là 110 hoặc 220 mV. Đối với cấu trúc cổng ra thì tương tự, chúng ta cũng sẽ sau khi BLC tính toán xử lý theo cái thuật toán theo cái tương trình ở trong vi điều khiển, trong cái chip, trong CPU thì sẽ đưa ra cái tín hiệu số đầu ra, và tín hiệu số đầu ra này sẽ đưa đến cái thiết bị đầu ra, thiết bị chấp hành. Thì nó cũng sẽ có dạng số hoặc là dạng tương tự ở trên slide là minh họa cái dạng số đối với lại cấu trúc ở dưới dạng kiểu dơ le. Thì đối với lại dơ le này thì cũng có hai mức tín hiệu vật lý đầu ra là tín hiệu 24 và tín hiệu 220, tùy theo cái thiết bị đầu ra mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như trên slide đây là chúng ta đang sử dụng một cái đèn với điện áp cấp là 24V. Thì cấu trúc cổng ra thì chúng ta có 3 loại. Nhất là loại dơ le. Loại dơ le hoạt động theo nguyên tắc đóng ngắt dơ le. Loại thứ hai là loại transistor. Transistor. Một loại thứ ba là kiểu thread. Thì đối với lại cái loại transistor thì đương nhiên đầu ra, tín hiệu đầu ra sẽ là kiểu điện áp một chiều, đúng không? Transistor thì cho dòng một chiều. Còn đối với lại kiểu dơ le hoặc là kiểu thread thì tín hiệu đầu ra thì có thể là xoay chiều hoặc một chiều đối với kiểu dơ le, và tín hiệu đầu ra kiểu một chiều đối với thread. Thì đấy là đặc điểm của thiết bị
chúng ta đã được giới thiệu trong môn học phần điện tử công suất, đúng không? Thì cái hoạt động, cái đặc trưng cái hoạt động của VLC thì nó được thiết kế với một cái vòng quét chu kỳ, nó khác so với vi xử lý. Với vi xử lý thì chúng ta sẽ phải xây dựng câu lệnh từ đầu cho đến cuối, và chúng ta thậm chí phải tạo ra cái vòng quét đó. Còn đối với VLC thì trong cái firmware mà cài sẵn trong cái vi xử lý, trong cái chip, thì nó đã tự tạo ra, nhà thiết kế đã tự tạo ra, đã xây dựng, đã tạo ra một cái firmware, đã tạo ra một cái framework mà ở đó nó khi được bật nguồn, khi được chuyển sang cái switch run thì nó sẽ cứ hoạt động theo một cái chu trình vòng lặp. Chu trình đó được gọi là BLC scan. Chu trình đó nó sẽ bao gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là đọc tín hiệu đầu vào. Giai đoạn thứ hai là thực hiện các chương trình theo thuật toán mà chúng ta lập trình ở trong BLC. Cái bước thứ ba chính là kiểm tra trạng thái của CPU, xem CPU hoạt động tốt hay không tốt, có lỗi hay không, thuật toán chúng ta thiết kế ra có bị lỗi hay không, và chúng ta sẽ thực hiện xử lý các cái vấn đề đó, cảnh báo ra bên ngoài thông qua message và thực hiện các yêu cầu và truyền thông. Khi chúng ta ghép nối các BLC với nhau thì đối với lại cái bước thứ ba này, cái vòng quét, cái CPU nó sẽ thực hiện các cái lệnh truyền thông, truyền dữ liệu, nhận dữ liệu và xử lý để đưa vào cái buffer, cái vùng nhớ để ở trong BLC. Và cái bước thứ tư trong cái chu trình quét chính là update các cái tín hiệu, update các cái giá trị logic mà đã thực hiện tính toán, đưa ra cái ngõ ra vật lý để thực hiện yêu cầu mệnh lệnh. Thì tổng cả cái thời gian của cái BLC scan này, một chu kỳ này, thì thông thường nó chỉ vài microarray cho đến vài mili giây, trừ những cái trường hợp hệ thống rất rất lớn thì có thể nó đến hàng vài chục mili giây. Và về cơ bản các cái hệ thống nhỏ của chúng ta thì cái chu kỳ vòng quét nó rất rất nhỏ, nó chỉ nhỏ hơn rất nhiều so với một mili giây. Do đó và chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái tổng thời gian của BLC scan khi chúng ta lập trình dựa vào số lượng câu lệnh. Thì đấy là về phần cứng. Về phần mềm thì BLC đã được chuẩn hóa để chúng ta có được cái ngôn ngữ lập trình rất là dễ dàng, và cái sự chuẩn hóa đó hỗ trợ cho rất nhiều các cái sản phẩm BLC của rất nhiều các hãng khác nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái tiêu chuẩn IEC 61131 của cái tổ chức Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế, nó được phát triển từ cái IEC 1131, thì nó có rất nhiều phần, và đây là cái chuẩn mở để cái sự phát triển của BLC nó sẽ được thống nhất và sẽ được đưa vào đây, được update dần vào đây. Thì trong phần 1 thì nó quy định các cái thông tin chung. Trong phần 2 thì nó đưa ra các cái yêu cầu liên quan đến thiết bị phần cứng. Trong phần 3 nó chính là các yêu cầu của tất cả các hãng cần đáp ứng trong phần lập trình của BLC. Ở phần thứ 4 thì nó giới thiệu người sử dụng. Tất cả các tài liệu này thì các bạn có thể search được trên mạng, cái này nó là open. Và phần thứ 5 nó quy định về các truyền thông. Phần thứ 7 quy định về phần thứ 6, phần thứ 7, phần thứ 8 nó quy định về các cái chức năng điều khiển chuyên biệt. Ví dụ phần 7 ở đây chính là điều khiển mở được thiết kế trên BLC. Thì ở đây chúng ta tập trung vào cái chuẩn ngôn ngữ lập trình cho BLC. Thì bất kỳ một cái hãng BLC nào khi thiết kế ra Siemens này, AB này, ABB này, đúng không? Hay như là Mitsubishi này, hay là Omron này, thì đều phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn.
thì hầu hết thì các cái nước, các cái tổ chức để mà cấp cái giấy xác nhận cho cái sự hoạt động ổn định tin cậy của cái thiết bị VLC này thì họ cũng dựa căn cứ vào cái chuẩn chung của thế giới, và từ đó nó sẽ có thể có những cái yêu cầu, có những cái điều chỉnh, có những cái bổ sung thêm cho các cái nước đó. Thế thì đối với lại cái tiêu chuẩn liên quan đến ngôn ngữ lập trình cho VLC thì ở đây người ta đưa ra 5 cái dạng ngôn ngữ lập trình, 5 cái loại lập trình, 5 cái kiểu lập trình cơ bản. Thứ nhất là lập trình theo kiểu liệt kê lệnh, instruction list. Nó giống như ngôn ngữ lập trình assembly mà chúng ta học trong vi xử lý 8051 đấy. Cái kiểu ngôn ngữ lập trình thứ hai là structured text. Nó giống ngôn ngữ Pascal, giống ngôn ngữ cổ điển mà nền tảng để phát triển C sau này. Dạng lập trình thứ ba là ladder diagram, tức là lập trình dạng hình thang, lập trình ladder. Cái này thì nó giống hoàn toàn so với lại cái thiết kế của tủ bảng điện dưới led, của mạch điện dưới led. Và cái này thì sau này do BLC nó phát triển mục đích để thay thế các tủ điều khiển, các hệ thống điều khiển dưới led, nên sau này đối với lại các cái lập trình của BLC thì đa phần các hãng nó phát triển rất mạnh theo cái hướng ladder diagram này. Cái dạng lập trình thứ tư chính là function block diagram. Thì đây là dạng biểu đồ khối chức năng. Biểu đồ khối chức năng. Ở đây thì nó phát triển dựa trên các cái thuật toán liên quan đến chúng ta thiết kế cho cái mạch điện tử số. Và đối với lại các cái thuật toán, các chương trình xây dựng viết cho BLC thì nó cũng kế thừa và nó phát triển cái dạng lập trình này lên, là function block diagram. Đó. Cái dạng lập trình thứ năm là dạng lập trình theo biểu đồ trình tự. Thì đối với lại trong các hệ thống điều khiển logic thì cái sự phát triển của các hệ thống, đặc biệt là các hệ thống trình tự, và chúng ta mô tả xây dựng dựa trên mạng GraphSet dạng BachNet. Đối với lại đặc biệt sau này đối với hệ thống điều khiển quá trình, chúng ta có thể chia thành các cái phần, các hệ thống con, thì cái dạng lập trình đồ họa NFC này cũng rất được phổ biến và thịnh hành. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là trong năm dạng ngôn ngữ này, trong năm ngôn ngữ này thì sau này chúng ta phổ biến và chúng ta hay gặp nhất chính là dạng lập trình ladder. Trình ladder. Mặc dù Siemens ngày xưa phát triển rất là mạnh lập trình theo instruction list, tuy nhiên về sau này thì Siemens cũng đi theo xu hướng của Mỹ, của hãng Rockwell Automation, Allen Dudley, là phát triển rất là mạnh cái lập trình ladder diagram. Nó điển hình và thấy rõ nhất ở trong cái lập trình của cái phần mềm TIA Boston sau này cho F7 1200, F7 1500. Còn Mitsubishi thì nó cũng phát triển mạnh cái lập trình ladder diagram này là chủ yếu. Chúng ta thấy là lập trình assembly cũng như lập trình Pascal, lập trình C khá là khó và phức tạp. Do đó các lập trình dạng đồ họa, mà đồ họa đơn giản nhất là ladder diagram này thì sau này được sử dụng khá phổ biến. Thì các cái nội dung liên quan đến các cái dạng ngôn ngữ lập trình này thì chúng ta sẽ bàn thảo chi tiết hơn khi chúng ta đề cập S7 200, S7 1200. Và khi chúng ta đã chuẩn hóa được thiết bị theo IEC 611313 này thì chúng ta có thể lấy chương trình trong một dự án trên BLC của Siemens và chuyển sang sừng dùng BLC của hãng ABB rất là dễ, hoặc là hãng Omron, hoặc là hãng Mitsubishi BC, mà chúng ta không phải lập trình lại. Ví dụ một dự án với lại 5-60 cái dòng lệnh thì chúng ta có thể ngồi chúng ta tự gõ lại, tự làm lại từ đầu. Tuy nhiên với một cái dự án nó khoảng 1.000 dòng lệnh thì rõ ràng là chúng ta sẽ không lãng phí thời gian để chúng ta
ngồi xây dựng lại từ đầu. Do đó cái lợi ích của cái việc mà các thiết bị nó đáp ứng theo cái chuẩn này thì nó sẽ cho phép chúng ta chuyển đổi dễ dàng từ việc sử dụng thiết bị của hãng này sang thiết bị của hãng khác, hoặc chuyển đổi thiết bị trong cùng một hãng từ dòng sản phẩm này sang dòng sản phẩm khác. Thì đây là ví dụ về ngôn ngữ lập trình Semantic Step 7. Đối với lại Semantic Step 7 thì chúng ta thấy rằng là đối chiếu với lại các cái chuẩn ngôn ngữ lập trình quy định trong IEC 61313 thì tương ứng đối với lại Semantic Step S7 thì cũng có cả 5 cái dạng ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên cái tên gọi nó theo từng hãng nó sẽ đặt tên một cách nó có thể là sẽ khác đi một chút. Ví dụ như Injection Lead thì trong Semantic S7 thì nó gọi là STL. Còn Structure Tech thì trong Siemens nó sử dụng cái tên là S7 SCL. Còn FBD, Function Block Diagram thì trong Semantic S7 vẫn dùng FBD. Còn Ladder Diagram thì trong Semantic nó vẫn gọi là Ladder. Còn SFC thì trong Semantic là S7 Graph. S7 Graph này phụ dụ cho cái việc thiết kế và xây dựng các hệ thống điều khiển quá trình rất mạnh sau này trên hệ Semantic Process của Siemens. Đó. Tuy nhiên thì đối với Rockwell Automation, cái hãng này của Mỹ, thì nó chỉ hỗ trợ 3 ngôn ngữ, đó là Structured Text, Ladder và SFC. SFC, đúng không? Thế thì việc mà chúng ta trong dự án chúng ta thay đổi các thiết bị phần cứng của các hãng thì chúng ta có thể chuyển đổi qua lại của nó với nhau rất là dễ. Đúng không? Rồi, đến đây thì các bạn đã mường tượng lại một phần các cái nội dung rồi đúng không ạ? Thì chúng ta có cái câu hỏi nào không? Các bạn nào có cái câu hỏi nào không? Alo. Dạ. Dạ bác em không có. Nào chưa? Dạ không ạ. Không. Vẫn chưa ấy lắm chứ không có hỏi rồi ạ. Chưa có hỏi à? Dạ vâng. Vâng. Em tôi nhìn ở trên này là chúng ta ở trên lớp cũng rất là đông đây đúng không? Dạ vâng. Sau tiết của tôi là có một tiết nữa đúng không? Vâng. Vâng ạ. Vâng ạ. Chúng ta có 44 bạn tham gia đúng không? Lúc đầu thì có 5-6 bạn đúng không? Bây giờ chúng ta có 44 bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Còn ở đây là một số cái ví dụ trong cái ngôn ngữ lập trình của hai hãng. Hãng bên tay trái chỗ đám tôi đang khoanh ở đây chính là hãng Siemens. Còn hãng bên tay phải, hãng tay phải thì đấy là cái bảng so sánh giữa ba cái hãng Siemens, hãng Mitsubishi và hãng Omron. Tôi phân tích một chút ở đây để cho các bạn hình dung. Tôi đi luôn vào cái chương trình. Thì cái chương trình này, nhìn vào chương trình này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái phần bên cái nội dung, cái ví dụ bên tay trái này, tôi đang chỉ đấy, thì đây là cái dạng lập trình ladder gia đình hình thang, nó thấy nó giống hình thang, đúng không? Giống hình thang, có network 1, network 2. Và tương ứng với lại cái network 1, network 2 đó thì bên ngay bên cạnh nó, bên tay ngay bên cạnh nó cũng có network 1, network 2. Thì đây chính là lập trình là sách lệnh, để cái lệnh.
Thì các cái lệnh này của Siemens thì chúng ta sẽ được giới thiệu về sau, thì tôi có thể giới thiệu sơ bộ lại cho các bạn. LD này chính là lệnh nạp dữ liệu. LD nạp dữ liệu, tức là với cái lệnh LDI0.0 này thì nó lấy tín hiệu của cái ngõ vào I0.0. Tiếp theo là LDI0.1 là lấy tín hiệu vào của ngõ 0.1. LD2.0 là lấy tín hiệu vào của ngõ 2.0. Và AI2.1 sau đó N thực hiện phép logic N với lại tín hiệu vào của I2.1. Và sau đó OLD và ALD. O ở đây là phép tính hoặc trong điện tử số đấy, đúng không? OLD tức là nó O với lại các cái giá trị trước đó. Sau khi O giá trị trước đó rồi thì nó lại ALD, tức là nó N với cái giá trị trước đó. Và sau đó bằng Q5.0. Sau đó nó ao ra cái ngõ thiết bị đầu ra là Q5.0. Thế thì đây là lập trình theo dạng injection list. Và nếu mà lập trình là injection list thế thì các bạn rất là khó mừng tượng, rất khó hình dung. Và các bạn phải nhớ được các cái câu lệnh này. Và phải dùng nó, biết dùng nó. Đó. Còn các bạn nhìn ngay sang bên tay trái trong network 1 ấy, thì chúng ta rất có thể nhìn đây là bằng cái trực quan rất là dễ, đúng không? Dễ. Ở đây chúng ta thấy là theo cái dòng năng lượng chảy từ bên trái sang bên tay phải, tức là từ I0.0 sang Q5.0, thì ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng là khi nào Q5.0 bằng 1 và khi nào Q5.0 bằng 0. Và hai cái gạch sọc này thì nó biểu tượng cho cái bit đầu vào, đúng không? Ở trên đó nó có cái địa chỉ I0.0, I0.1, I2.0, I2.1. Đây là các cái địa chỉ của ngõ thiết bị đầu vào. Q5.0, đây là các địa chỉ ngõ thiết bị đầu ra. Dòng năng lượng từ bên trái sang bên tay phải này thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi I0.0 bằng 1 và I0.1 bằng 1 hoặc I2.1 2.0 bằng 1 và I2.1 bằng 1 thì Q5.0 bằng 1. Không ạ? Thì đấy là cái tư duy để chúng ta lập trình. Và nếu mà viết theo dạng logic, đúng không? Thì chúng ta sẽ có ở đây là Q5.0 sẽ bằng I0.0 N với lại I0.1 O với lại I2.0 N với lại I2.1. Đấy. Các bạn có thể thế zoom to lên tí nữa không ạ? Thế quay cả cái màn hình nắp ạ. Bọn em nhìn nó nhỏ lắm. Nhỏ lắm. Bé hình. Có nhìn thấy không ạ? Thế zoom to lên tí ạ. Cả màn hình nắp được không ạ? Zoom to lên à? Vâng. Thế để hẳn nó to hẳn ra kiểu cả toàn màn hình nhỉ? Ok. Đây. Đây là chỉ hiện một đoạn hình chữ nhật nhỏ nhỏ. Đây, ví dụ đây đúng không ạ? Đấy thì cái biểu đồ cái dạng đây. Trong cái các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy tôi viết lại theo cái network 1 này. Đấy, đây là biểu thức logic, đúng không? Các bạn nhìn thấy không ạ?
Cái này nhìn rõ hơn đúng không ạ? Nhìn rõ chưa ạ? À, thầy để cái này nhìn rồi rõ ạ. Hơn. Rồi ạ. Thế này thầy ạ. Nhất trí. Như cái này thì lại không nhìn được camera đúng không? Vâng. Không xem được. Đấy, thì tôi muốn để cho các bạn nhìn thấy được cái biểu thức logic ở trong cái network 1 ở đây, các bạn nhìn rõ không ạ? Theo mở rộng tab word ra thì thầy. Cam bé thôi. Thầy mở. Sao em? Cam bé. Cam nó mở lắm thầy ạ. Cam mở mà. Thầy tắt tab word đi xong thầy chuyển cái này lên. PowerPoint. Thầy mở rộng màn hình PowerPoint ra đi ạ. Để hình chữ nhật. Đây nhìn rõ hơn không? Không nhìn thấy gì. Không nhìn thấy gì. Thì phải tắt bỏ cái. Thì thầy vẽ luôn. Viết luôn ở đây này. Viết cho cái là các bạn hình dung ra ngay mà. PowerPoint của thầy chưa mở hết cỡ thầy ạ. Rồi ok. Đây nha, từ cái từ cái biểu thức này. Thì có thể biết là Q5.0 bằng Y0.0 N với lại Y1. Còn lại Y2.1 đóng vào. Đấy, đây là cái biểu thức logic. Biểu thức logic. Đấy, các bạn hình dung ạ. Đây là chúng tôi thích cho cái network 1 đây. Thì chúng ta sẽ thấy là khi nào Q5.0 bằng 1. Đó. Thì bản chất của cái câu lệnh. Câu lệnh network 1 mở to lên nhá. Bản chất của cái câu lệnh trong network 1 này chính là thực hiện cho cái biểu thức logic ở dưới đây. Đúng không ạ? Thì tương tự như thế thì cái network 2 thì chúng ta cũng sẽ có được cái biểu thức logic, hay nói khác là chúng ta có được cái biểu thức logic trước, chúng ta có được cái tư duy cho cái hoạt động của hệ thống của thiết bị trước, thế từ đó chúng ta mới lập trình, đúng không? Do đó sau này chúng ta thấy là chúng ta phải cần có thuật toán trước này, chúng ta cần có lý hoạt động trước này, sau đó bắt đầu chúng ta mới lập trình cho nó. Cái lập trình là cái cuối cùng trong cái vấn đề chúng ta trình tự để chúng ta đi thiết kế xây dựng hệ thống, sau đó đến bước test thôi, đúng không? Cái network 2 như vậy, thế nếu chúng ta nhìn cái dạng lập trình liệt kê lệnh, đúng không? Initial list thì ở bên tay trái này chúng ta thấy cái network 2 cái lệnh của nó rất là lòng hoàng, đúng không? Và thấy rằng là rất là khó nhớ, khó hình dung, đúng không? Nhưng chúng ta nhìn vào cái lập trình letter ở bên tay trái đây cho network 2 này thì chúng ta thấy rằng là nó không phải là quá khó, đúng không? Ở đây chúng ta có 3 đầu ra, Q7.0, Q6.0 và Q3.0, đúng không? Và chúng ta nhìn thấy dễ nhất là Q3.0. Q3.0 thì chính là bằng Y0.0 N với Y1.0. Có nghĩa là gì? Ví dụ ở đây là đèn nó sáng khi chúng ta bật công tắc 1 và bật công tắc 2, hai công tắc này mắc nối tiếp nhau. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể hình dung lên đối với lại cái đầu ra Q0.6 và Q7.0 ở đây.
V6.0 ở đây thì chúng ta đã có được cái biểu thức rất là rõ là V6.0 sẽ bằng Y0.0 N với lại một cái đóng bằng ngoặc Y2.1 O với Y1.3. Hay nói khác, Q6.0 nó sẽ bằng 1 khi có tín hiệu logic 1 và ngõ vào Y0.0 và hoặc có tín hiệu logic vào Y2.1 1 hoặc là Y1.3 bằng 1. Được không ạ? Tương tự như thế, Q7.0 cũng thế. Như vậy là chúng ta nhìn vào cái lệnh lập trình của cái network 2 này, chúng ta thấy là nó rất dễ hiểu, dễ hình dung. Và đối với network 2 dạng lập trình như liệt cái lệnh này thì rất là khó, đúng không? Nó đòi hỏi về có kỹ thuật. Nó đòi hỏi là chúng ta phải nhớ và đòi hỏi chúng ta phải khá là tường tận, đúng không? Khá tường tận. Thì do đó vì cái sự phức tạp đối với lại ngôn ngữ lập trình liệt kê lệnh injection list cũng như là lập trình sau này thì Siemens đa phần nó cũng theo Mỹ là thực dụng, do đó là cũng phát triển mạnh chủ yếu liên quan đến lập trình dạng hình thang ladder này. Thì ở đây thì tôi đưa ra một cái so sánh giữa cái dạng lập trình, ba cái dạng lập trình của ba nhà sản xuất là Siemens, Mitsubishi của Nhật và Omron cũng của Nhật. Omron của Nhật. Thì đối với lại cái hình 311, 313 và 312, 313, 314 này thì chúng ta thấy rằng là về lập trình ladder thì về cơ bản khá giống nhau. Tổ chức theo dạng hình thang, đúng không? Sử dụng các cái ký hiệu cũng khá là tương đồng. Chỉ có khác là ở đây nó khác nhau về định địa chỉ cái ngõ đầu vào, đúng không? Đối với Siemens thì sẽ sử dụng các cái tiền tố đầu vào là Y, đầu ra là Q và sử dụng các cái byte phân cách bởi các cái bit, đúng không? Để cho việc quy định các cái địa chỉ nhận tín hiệu vật lý đầu vào mà ở trong BLC với các mức tín hiệu 1-0. Đúng không? Còn đối với lại Mitsubishi thì sử dụng tiền tố đầu vào là X, tiền tố đầu ra là Y và sử dụng hệ hexa, tức là hệ thập lục phân để biểu diễn các cái địa chỉ để quy định ở trong trong ngõ vào. Đúng không? Còn đối với Omron thì sử dụng không sử dụng tiền tố mà sử dụng trực tiếp các cái số để quy định các cái địa chỉ và việc chúng ta gán cái địa chỉ cái nào là đầu vào, cái nào là đầu ra thì chúng ta theo cấu hình trên phần mềm, đối với phần mềm. Thì đấy là ví dụ về ngôn ngữ lập trình. Đối với lại quy trình khi chúng ta đi thiết kế một hệ thống điều khiển dựa trên BLC thì tôi tóm lược ở đây, sau đó chúng ta sẽ đi cụ thể về các cái bài tập và trong bài tập thì tôi sẽ phân tích lại cho các bạn một chút. Đúng không? Thì đây là các cái trình tự theo các bước từ trên xuống dưới. Thứ nhất là chúng ta sẽ phân tích yêu cầu công nghệ để tìm ra các quan hệ, tìm ra các mệnh đề logic. Thứ hai là chúng ta xác định được các biến đầu vào. Xác định được các cái biến đầu vào ở đây thì nó liên quan đến thiết bị đầu vào. Sau đó chúng ta sẽ phải cần xét là cái tín hiệu của các thiết bị đầu vào đó là dạng nào, một chiều hay xoay chiều, mức là bao nhiêu, có cần chuyển đổi hay không. Đó. Chúng ta xác định số lượng các biến đầu ra tương ứng với thiết bị đầu ra để từ đó chúng ta sẽ xem xét là đó là dạng tín hiệu gì, mức tín hiệu là bao nhiêu. Đó. Trên cơ sở các cái thiết bị, các cái ngõ đầu vào, đầu ra cần thiết một chiều, dạng một chiều hay xoay chiều là liên tục hay là số,
thì chúng ta sẽ chọn cái thiết bị BRC phù hợp. Thiết bị BRC phù hợp này thì nó phụ thuộc vào cái yêu cầu của bài toán, yêu cầu của chủ đầu tư, yêu cầu kỹ thuật công nghệ, phụ thuộc vào số lượng các cái ngõ đầu vào, đầu ra và liên quan đến các thiết bị đầu vào, đầu ra. Sau đó thì sau khi chúng ta chọn được BRC rồi, chúng ta có được các cái ký hiệu, có được các cái số lượng của đầu vào, đầu ra rồi, thì chúng ta xây dựng các cái mạch điện là nguyên lý cho hệ thống, đó là mạch điện điều khiển, các mạch điện động lực. Mạch điện điều khiển là việc chúng ta ghép nối các cái tín hiệu điều khiển, các cái phần điều khiển đối với BRC. Mạch điện động lực là việc chúng ta có thể sử dụng các cái thiết bị trung gian, relay trung gian để chúng ta thực hiện việc cấp nguồn động lực riêng cho các cái thiết bị chấp hành. Và sau đó chúng ta đến đây thì chúng ta hoàn thiện được về cái mạch phần cứng để có cơ sở để chúng ta lắp đặt đấu nối DJ. Sau khi chúng ta triển khai được xong về phần cứng rồi thì chúng ta sẽ phải tổ chức xây dựng lưu đồ thuật toán để lập trình điều khiển trên BRC. Thì thông thường thì đối với lại các hệ thống điều khiển BRC thì chúng ta hay sử dụng hai dạng thuật toán, đó là thuật toán lưu đồ và thuật toán biểu đồ chức năng, là hai dạng phổ biến. Thì cái thuật toán này thì bản chất của cái thuật toán này thì nó là cụ thể hóa cho các cái nguyên lý hoạt động của bài toán, nó cụ thể hóa cho cái địa chỉ vật lý đầu vào đầu ra trên BRC. Hay nói khác là nó sẽ giúp chúng ta giải quyết các cái yêu cầu của bài toán mà khi chúng ta đã thiết kế, và từ đó chúng ta chuyển sang lập trình trên BRC. Đó. Và sau khi chúng ta lập trình rồi, chúng ta thử nghiệm mô phỏng rồi. Và thử nghiệm mô phỏng này có những cái chúng ta thực hiện được, nhưng cũng có những cái chúng ta không thực hiện được. Ví dụ tín hiệu analog, ví dụ tín hiệu truyền thông là chúng ta rất khó để chúng ta có được các tác động giả lập. Còn các tín hiệu liên quan tín hiệu số thì chúng ta có thể giả lập được một cách dễ dàng. Đó. Sau khi chúng ta thấy rằng là chương trình người ta ổn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt đấu nối và DJ đối với lại thiết bị thì trong hệ thống thiết kế. Và khi chúng ta thực hiện lắp đặt đấu nối DJ xong rồi thì chúng ta sẽ chạy thử chương trình, test thử chương trình ở trên máy tính xuống BRC. Và sau khi chúng ta test thử rồi thì chúng ta có thể sẽ hiệu chỉnh. Và bước cuối cùng, cái giai đoạn cùng là giai đoạn hoàn công, tức là chúng ta hiệu chỉnh, cập nhật lại các cái bản vẽ mạch điện cho nó phù hợp với thực tế. Từ đó chúng ta sẽ có các cái biên soạn, các cái việc chúng ta vận hành sử dụng và hướng dẫn sử dụng. Thì đấy là các cái gạch đầu dòng cơ bản nhất đối với lại một cái người kỹ sư mà sau này chúng ta sẽ xây dựng thiết kế hệ thống điều khiển bất kỳ mà sử dụng BRC. Nói tóm lại, chúng ta sẽ có ba cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là về phần cứng. Phần cứng ở đây chúng ta phải đưa ra được cái model, chủng loại, hãng, tên, tuổi của cái thiết bị BRC. Kèm theo đó là cái bản vẽ mạch điện. Đấy là phần cứng. Về phần mềm thì chúng ta phải có được cái thuật toán. Không có đo thuật toán thì chúng ta phải có được cái phác thảo sơ bộ liên quan đến các cái gạch đầu dòng từ network 1 đến network N, và liên quan chi tiết đến các cái ngõ vào địa chỉ của thiết bị đầu ra, thiết bị đầu vào. Đó. Đấy là phần mềm. Và thậm chí rằng là một dự án thì có 2-3 người phần cứng làm phần cứng và có 2-3 người làm phần mềm. Do đó chúng ta sẽ có phải có sự quy ước
rất là cụ thể và rất là rõ ràng, chính là trong cái sơ đồ mạch điện. Trong sơ đồ mạch điện đó, nó là sự liên kết giữa các cái ký hiệu về phần cứng với các ký hiệu về phần mềm, ở đây thông qua các cái địa chỉ vật lý ở các cái module vật lý, các cái địa chỉ mà chúng ta quy định theo từng cái hãng MLC. Ví dụ địa chỉ mà chúng ta quy định của ngõ đầu vào, nếu chúng ta chọn một xi men thì nó chính là Y0.0, Y0.1, Y0.2, Y0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 và tiếp theo là Y1.0, tổ chức theo byte và bit. Nhưng nếu chúng ta chọn cái SUBC thì nó không phải là Y0.0 nữa, mà nó X0 cho cái thiết bị ngõ vào. X0, X1, X7 và nó lại X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17. Và ngõ ra của nó, thiết bị đầu ra, nối với thiết bị đầu ra là Y0000 chứ không phải Y, không phải là Q0.0 như Siemens. Đúng không? Do đó là chúng ta cần phải thống nhất với nhau. Đúng không? Cần phải thống nhất với nhau. Còn bạn lập trình cũng vậy, đúng không? Trong lập trình đấy thì chúng ta biết rằng là nếu dự án lớn, hệ thống lớn thì nó cũng bao gồm rất nhiều các cái chương trình con. Vậy thì tổ chức chương trình như nào, lập trình ra làm sao đấy thì chúng ta cũng sẽ phải có cái sự thống nhất. Hay nói khác là chúng ta cần cái sự thiết kế, cái sự phác thảo sơ bộ ban đầu. Còn cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn đấu nối với hiệu chỉnh. Đấu nối với hiệu chỉnh thì cái giai đoạn này thì có thể không phải của các bạn, có thể sẽ chuyển xuống những đội công nhân lắp đặt ở dưới. Đó, nó nằm dưới. Thì đấy, thì tóm lại cái việc thiết kế một hệ thống điều khiển logic, hệ thống điều khiển không hẳn của các cái tín hiệu logic mà của cả các tín hiệu analog, hay hệ thống điều khiển nói chung sử dụng MLC, thì nó bao gồm ba cái nốt rất là lớn đấy. Tiếp theo thì buổi trước là tôi với các bạn đang dừng lại ở đây, đúng không? Đang dừng ở đây. Thì trong cái slide này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một số hãng BLC nổi tiếng và phổ biến hay dùng ở Việt Nam. Siemens vào Việt Nam rất sớm. Bởi vì Siemens cũng là một trong những cái hãng rất lớn của Đức cũng như là của thế giới. Và sản phẩm của Siemens thì giá rất là cạnh tranh từ ngày xưa chứ không phải như bây giờ. Đúng không? Sau Siemens thì có Rockwell Automation, mà brand mark ngày xưa của nó là Allen Bradley của Mỹ, và sau đó là của Pháp và của Thụy Sĩ. Của Pháp thì có Schneider Telemechanics, của Thụy Sĩ là ABB. Tuy nhiên thì đối với lại sản phẩm của ABB thì chúng ta không thấy phổ biến lắm ở Việt Nam. Không như là các sản phẩm của Schneider thì chúng ta không thể xuất định nhiều đối với lại các thiết bị BLC. Đây là thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Đây là những thị trường nước lớn, nước phát triển. Đối với lại các cái hãng xuất phát từ châu Á thì có Mitsubishi, có Omron, có IDEX, có Panasonic. Dưới hơn nữa là của Hàn Quốc, BLC của LG, và dưới hơn nữa là của Đài Loan, có Xilin và Lian, và rẻ nhất là của Trung Quốc, Kinko. Đó. Thì ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng phổ biến là Siemens, Rockwell, Mitsubishi,
Omron với lại LG với lại LS. Đối với công nghiệp thì nó dùng thiết bị hay dùng của LS. Thương hiệu LG là thương hiệu mạnh, thương hiệu lớn. Tuy nhiên cái trademark trong công nghiệp thì hay sử dụng LS. Thì chúng ta ít thấy hơn. Và ngoài ra thì cái phiên bản Delta của Đài Loan, phiên bản Delta của Đài Loan chúng ta cũng sẽ gặp khá là nhiều, đúng không? Và hiện nay thì nếu chúng ta ra thị trường chúng ta sử dụng nhiều, gặp nhiều, thấy nhiều thì nhiều nhất đối với lại các cái hệ thống vừa và nhỏ của chúng ta hiện nay đang dùng là nhiều nhất Mitsubishi. Trung Quốc sử dụng chủ yếu và phổ biến của Mitsubishi. Không hiểu mình ảnh hưởng của Trung Quốc hay như nào, nhưng ở Việt Nam mình cũng sử dụng phổ biến và rất nhiều của Mitsubishi. Và riêng Mitsubishi này thì gần như là không có hàng của Tàu, không có hàng của China. Còn Siemens thì có hàng của China. Siemens có nhà máy ở Trung Quốc. Mitsubishi cũng có nhà máy ở Trung Quốc. Nhưng tôi thấy hầu hết các cái sản phẩm thiết bị BLC Mitsubishi thì không có made in ở China. Đấy cũng có thể là lý do nên trong các cái dự án, trong các cái bài thầu thì đa phần Việt Nam mình cũng hay có cái không thích liên quan đến made in China. Do đó là cũng có thể là với cái giá nó cạnh tranh, do đó là BLC Mitsubishi tôi thấy nó rất là phổ biến, đặc biệt là trong các dự án vừa và nhỏ. Đối với các dự án lớn thì thông thường là cái dự án lớn và yêu cầu cái độ phức tạp cũng như là cái độ tích hợp lớn thì thông thường của Siemens với lại của Rockwell đang gặp nhiều phổ biến. Tuy nhiên thì thông thường là các kỹ sư thường năm thứ 2, thứ 3, năm thứ 5 sau này chúng ta mới sử dụng, bắt đầu làm các dự án lớn. Còn đối với lại các cái dự án vừa và nhỏ thì S7-1200, S7-1500 thì cũng là các cái giải pháp. Tuy nhiên giá thành của nó sẽ luôn luôn đắt hơn đối với Mitsubishi tương đương. Nhưng Mitsubishi cũng như là các cái hãng của châu Á là hãng ứng dụng, do đó công nghệ của nó không có gì. Mà cái công nghệ nó phát triển vẫn là ở Mỹ với là châu Âu. Nên trong trình giảng dạy đại học của hầu hết 99% là các trường, kể cả cao đẳng, đều sử dụng các cái sản phẩm của châu Âu với Mỹ để giảng cho các bạn, chứ không sử dụng các cái thiết bị gốc, ví dụ như Mitsubishi hay Omron để giảng cho các bạn. Bởi vì sự phát triển với cái nền tảng, các cái tư duy của cái thiết bị này nó không có tính công nghệ mới. Đấy là lý do này để chúng ta sẽ thấy rằng là các cái sản phẩm công nghệ, sản phẩm về thiết bị điều khiển là chúng ta căn cứ sách tham khảo chủ yếu vẫn của Siemens với Rockwell. Và khi phân loại theo kích thước thì chúng ta có BLC của micro với 32 điểm vào ra, BLC mini với khoảng 128 điểm vào ra, BLC cỡ vừa với 1024 các điểm vào ra. Đây các địa chỉ chính là các cái ngõ vào ra, hay là chính là các cái địa chỉ vào ra trên thiết bị. BLC lớn thì có khoảng 4096 các cái ngõ vào ra, và BLC rất lớn thì nó có khoảng 8192 các cái địa chỉ vào ra. Nó phân loại như này là phân loại dựa vào số thiết bị vào ra kết nối với hệ thống. Và liên quan đến số thiết bị vào ra kết nối hệ thống này thì nó cũng liên quan đến quy mô của cái hệ thống, cái dự án đó. Đó. Còn theo nguồn điện thì chúng ta quan tâm đến ba cái dạng tín hiệu điện trên BLC với ba cái bộ phận quan trọng nhất là nguồn cấp,
ký hiệu đầu tiên là nguồn cấp BS Bo Supply. Cái thứ hai là tín hiệu của cái ngõ vào Peripheral Inputs. Cái thứ ba là tín hiệu của ngõ ra Peripheral Outputs. Ký hiệu theo nguồn điện này thì nó chỉ phù hợp đối với lại cái BLC tích hợp ba cái thành phần này trên một module, trên một thiết bị. Điển hình như S7200, S7200, Mitsubishi FX Family là các dòng BLC tích hợp các cái thành phần nguồn, giao diện vào, giao diện ra trên một thiết bị thì chúng ta mới có ý nghĩa. Còn đối với lại các hệ BLC sau này module hóa S7400, S7 1000, S7400, S7300 hay là Mitsubishi dòng Q series hay là A series thì cái nguồn điện này cũng ý nghĩa nữa. Thì đối với lại ký hiệu nguồn điện này thì chúng ta sẽ có là AC-DC-DC, AC-DC Relay, AC-AC-AC và DC-DC Relay. Đấy, chúng ta chỉ có một trong bốn dạng này. Một trong bốn dạng này. RLI chính là dạng ngõ ra kiểu dơ le. Thì đây là hình ảnh về BLC của Siemens. Đối với BLC Siemens thì cái dòng... thiết bị logic nhỏ nhất mà giá thành rẻ tiền nhất và sử dụng chủ yếu cho việc điều khiển các cái hệ thống đơn giản cơ bản là logo, cái dạng logic module logo. Tuy nhiên thì cái logo này thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là nó sử dụng chủ yếu trong các cái ứng dụng đơn lẻ, trong các cái dịch vụ của trong các cái thí nghiệm và trong các cái tủ điều khiển nhỏ lẻ, và nó phát triển chủ yếu để thay thế các con relay, nó là smart relay theo một nghĩa nào đó thì có thể gọi là smart relay, tức là các cái relay có khả năng lập trình và xử lý các cái tín hiệu đơn giản. Và sau này phát triển lên thì chúng ta có các cái thiết bị với các cái bộ điều khiển hiện đại hơn, là S7200, S7500, S7300, S7400. S7200 thì Siemens bây giờ không phát triển. Thì đây là hình ảnh của S7200 và S7500. S7200 thì nó thiết kế phát triển dựa trên các cái nền tảng vi xử lý tiên tiến và hiện đại nhất, cũng như là S7500 nó tích hợp vào đó các chức năng liên quan đến truyền thông internet là cái thứ là cái dạng truyền thông gần như là trước đây thì phải trả một cái giá rất là đắt để chúng ta mới có được cái sở hữu nó, còn bây giờ gần như là chúng ta cứ có thiết bị đó là chúng ta được sử dụng cái vấn đề đó. Thì giữa cái S7200 S7500 thì nó khác nhau chủ yếu ở đây là cho cái việc ứng dụng. Còn nhìn về mặt tốc độ tính toán thì S7500 nó sẽ mạnh hơn, nhanh hơn và đương nhiên giá thành cao hơn. Còn nhìn bộ mặt bề ngoài thì S7500 thì nó được tích hợp trên đó một cái màn hình với lại các cái phím chức năng cơ bản, tính năng cơ bản thì đấy là S7500. Còn S7400 thì nó sử dụng chủ yếu cho các giải pháp tích hợp hệ thống cho các hệ thống lớn, và S7400 nó là nền tảng, là lõi để thực hiện các hệ thống điều khiển quá trình, ví dụ hệ thống điều khiển quá trình nhà máy nhiệt điện, hệ thống điều khiển quá trình nhà máy thủy điện, nó điều khiển cả một nhà máy. Và thông thường nó dùng một cái cấp điều khiển giám sát, tức là cái cấp trên
gần với lại người quản lý vận hành. Còn S7-300 thì nó phù hợp và nó rất là phổ biến và thông dụng ngày nay. Nó sử dụng trong các cái vòng điều khiển quá trình, trong các cái vòng điều khiển chuyển động, các cái vòng điều khiển cơ bản, và đối với lại các cái máy móc với trị giá vài trăm triệu đồng hay là vài ngàn, vài chục ngàn đô thì bắt đầu là có thể sử dụng S7-300. Và ngày nay thì trong những cái dự án đơn lẻ, trong máy đơn lẻ ở Việt Nam khi thiết kế thì các kỹ sư cũng sử dụng S7-300 cũng rất là phổ biến, rất là nhiều bởi vì tính hiện đại của nó. Còn các cái nền tảng, các cái chip, các cái công nghệ tiên tiến nhất đối với lại BLC trên thế giới thì ngày nay nó cũng đã được tích hợp vào S7-300, S7-400, nghĩa là về truyền thông Profinet là chúng ta mặc định chúng ta có sẵn. Còn ngày xưa chúng ta phải trả tiền để chúng ta có truyền thông Industrial Ethernet. Đó. Trong Siemens thì nó có hỗ trợ thêm các cái giải pháp điều khiển phân tán. Nó sử dụng các cái ET series, đó là ET200. Thì các cái tên gọi, các cái dòng chủng loại này thì tôi nhớ là nó có cách đây khoảng đầu thế kỷ 21, tức là cũng đã khá lâu rồi. S7-300, S7-400 dẫn cái ET này. Đó. Từ khi tôi ra trường khoảng năm 2000 thì tôi đã 2002 tôi đã dùng và đã biết những cái sản phẩm này rồi. Tuy nhiên cái tốc độ tính toán cũng như là các cái khả năng hỗ trợ mạng tại cái thời điểm đó thì nó rất là chậm. Chậm so với bây giờ chứ không phải chậm so với thời điểm đó. Còn S7-200 mà cái nội dung mà cái trong chương trình giảng dạy, trong chương trình học của chúng ta ở đây thì bây giờ Siemens không phát triển nữa. Và nó được thay thế bằng S7-1200, ta hay gọi là S7-1200. Tuy nhiên thì trên thị trường hiện nay chúng ta vẫn có thể mua được S7-200 từ Trung Quốc, nhưng không phải là của chính hãng Siemens mà của các cái nhà thầu phụ của Trung Quốc họ sản xuất. Thì đối với lại S7-200 thì nó có hai series, là series 21 và cái sau 211, 212, 214, 216. Sau đó là series 22. Thì đến series 22 và 226. Thì cỡ những năm 1000, cỡ những năm 2008-09 thì tôi đã bắt đầu là có được thông tin rằng là hãng ngừng hỗ trợ, tức là không sản xuất nữa, có hỗ trợ về mặt kỹ thuật, không sản xuất nữa. Và đến năm 2011-12 ngừng hoàn toàn. Đó, ngừng hoàn toàn. Thế thì bây giờ thì nếu các bạn là có thiết kế hệ thống điều khiển mà sử dụng S7-200, gửi yêu cầu đến hãng thì hãng sẽ khuyến nghị ngay là dùng S7-1200. Còn nếu các bạn vẫn muốn dùng S7-200 thì các bạn mua của Trung Quốc. Thì đối với S7-200 này thì chúng ta bây giờ trên phòng thí nghiệm ở trường mình vẫn còn, thì chúng ta cũng sẽ được làm quen với lại cái thiết bị thật thì chúng ta quay trở lại trường, hoặc là không thì chúng ta sẽ tổ chức online qua phòng thí nghiệm. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết thêm cho các bạn. Đối với thiết bị BLC của Mitsubishi thì
cũng tương tự theo cái sự phát triển của thời gian và cho từng dự án thì chúng ta sẽ có bộ điều khiển logic rất nhỏ, tương tự như logo của Siemens. Nhật là một nước thực dụng kiểu Mỹ, thừa hưởng các tinh hoa của Mỹ, triển khai các cái công nghệ của Mỹ tại châu Á. Các cháu có hiểu như thế. Và cái sự phát triển, sự kế cận, sự chia sẻ các công nghệ của Nhật là được phép, không như Trung Quốc. Vì Nhật là một đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Á. Để phát triển kinh tế ở châu Á, hay nói khác là nối dài của Mỹ ở châu Á. Đó. Do đó là châu Âu, Mỹ có cái gì thì về cơ bản Nhật sẽ thực hiện được cái đấy. Và có thể có sự phát triển lên, nhưng về cơ bản thực hiện được cũng đã là giàu rồi. Đó. Đối với bộ điều khiển Alpha thì nó tương tự như bộ điều khiển Logo. Tuy nhiên thì Alpha nó thông minh hơn, nó đẹp đẽ hơn. Đó. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy bộ điều khiển Alpha này. Sau Alpha, song hành cùng với Alpha thì BTC Mitsubishi nó phát triển cái dòng FX Family và một series FX1S, FX1N, 3G, 3U, 1, 2, xong đến 3. Và hiện tại thì FX2 này dừng sản xuất. Và sau FX này thì có Q, Q, L và A. Đó, Q là A. Thì về mặt hình ảnh thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái BLC. BLC. Đây là BLC Alpha. BLC Alpha. Và đây là các BLC FX. FX. Đó, FX. Và đây là BLC AQ. CAQ. Và BLC Q cho process control, còn BLC Q cho hệ phân tán, hệ thống mạng, remote IO cho hệ thống điều khiển từ xa, hệ thống điều khiển từ xa. Đó. Thì đối với lại BLC FX Mitsubishi, Mitsubishi chúng ta thấy FX1S thì nó support cho phép tối đa từ đến 34 ngõ vào ra kết nối với lại cái thiết bị BLC này. FX1N thì cho phép kết nối tối đa 132 thiết bị vào ra, và FX3G thì cho phép tối đa 256. FX3U, 3UC cho phép kết nối được đến 384 thiết bị vào ra. Cái số 10, 14, 16 này nghĩa là trên BLC đó nó tích hợp sẵn 10 ngõ vào ra, hay 14 ngõ vào ra, hay 16 ngõ vào ra. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy như là có cái đặc điểm sơ bộ của nó. FX1S là bộ điều khiển rất nhỏ gọn cho ứng dụng đơn giản, và nó cũng hỗ trợ cái chức năng truyền thông rất là tốt, và đối với lại các cái tôi đi sơ bộ qua trong các cái khu dân dụng cũng như khu công nghiệp thì hầu hết là FX1S và FX1N được sử dụng rất là nhiều và rất là phổ biến. Cái giá FX1S này thì nó chỉ cỡ liên quan đến dưới 2 triệu, 1-2 triệu một sản phẩm.
đấy là chúng ta mua theo kiểu dự án, còn chúng ta mua lẻ thì chắc nó khoảng anh quanh khoảng 2-3 triệu, nó rẻ hơn rất nhiều so với xi măng, không phải rất nhiều mà nó rẻ hơn rất nhiều, thì nó tùy theo cái số lượng chúng ta mua buôn thì nó mới rẻ. Đó. Tóm lại là nó rất cạnh tranh so với lại thiết bị cùng loại của xi măng, và đặc biệt như tôi nói là dân Việt Nam mình hiện tại đang dị ứng với cái Made in China, thì thiết bị Mitsubishi này nó không có Made in China mà nó Made in Japan, đấy nó cái đặc biệt của nó. Và hầu hết gần như tôi không thấy nó có Made in China, mà Trung Quốc cũng không hiểu nó có cái cam kết gì nó không sản xuất cái dạng này, không hãng nào, không doanh nghiệp nào sản xuất có mặt tại thị trường Việt Nam, còn sản xuất hay không tôi không rõ. Đây là BLC Mitsubishi dòng A và dòng Q. Dòng A và dòng Q thì thực chất thì nó cũng đã được cấu trúc ở dạng mô đun hóa. Và dòng A với dòng Q thì nó sẽ ứng dụng hỗ trợ mạnh mẽ hơn, và kèm theo đó là cái giá tiền nó đắt hơn. Còn nó đều sử dụng cái công nghệ nền tảng vi xử lý cũng như là công nghệ điện tử tiên tiến hiện đại nhất. Tuy nhiên thì đối với lại các cái dự án lớn thì thông thường là cái dòng Q nó sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu. Và tương tự như F7 300, F7 400 thì dòng A, dòng Q này nó hỗ trợ rất là mạnh đối với lại các dự án lớn. Đối với các cái dự án lớn thì người ta không tính tới cái việc điều khiển cục bộ nữa, hay điều khiển đơn lẻ nữa. Người ta hay xét tới điều khiển hệ thống mạng. Thì Siemens phát triển rất là mạnh Industrial Ethernet, Profinet, Profibus. Đấy là các mạng phổ dụng của Siemens. Thì Mitsubishi cũng thế. Và gần như trên 90% các nhà máy của Siemens hay đối tác thân cận của đối tác của Mitsubishi hay đối tác ruột của Mitsubishi đều sử dụng các thiết bị của Mitsubishi. Thì Siemens hay là Mitsubishi thì nó cũng chỉ là hai cái hãng, hai cái tên tuổi. Nếu chúng ta nhìn rộng một chút thì Mitsubishi nó không phải chỉ có mỗi cái lĩnh vực này. Đó, Mitsubishi nó rất mạnh về cái heavy, rất mạnh về cái công nghiệp nặng. Chứ cái controller này, cái lĩnh vực này thì rất là nhỏ. Nhưng Siemens thì nó lại chuyên sâu, nó tập trung chính và gần như nó chỉ có một mặt hàng chủ đạo, chính là cái mà automation. Đó. Thì mãi về sau này thì Siemens cũng phát triển các cái lĩnh vực khác, ví dụ như transport, ví dụ như rail. Thì tuy nhiên thì nó không được support một cách mạnh mẽ như Mitsubishi. Và hầu hết thì tôi đi các cái nhà máy của Mitsubishi ở Việt Nam hay là nhà máy ở Nhật thì đa phần nó cũng sử dụng hàng của Mitsubishi rất nhiều. Và nếu về xét về bộ điều khiển thì người ta thấy rằng là thực chất mà nói thì cũng như mỗi một cơ thể thì chúng ta chỉ một trái tim. Thì đối với lại các cái hệ thống điều khiển ấy, thì BLC cũng nó đóng vai trò như một trái tim, một trung tâm xử lý, thì nó cũng chỉ dùng một số lượng hữu hạn và gần như là không phải thay thế nhiều.
nhưng các cái thiết bị actuator, thiết bị chấp hành, các thiết bị sensor, các thiết bị đo thì rất nhiều, sử dụng rất nhiều và thay thế sửa chữa bảo dưỡng rất lớn. Do đó là các hệ thống dưới này nhiều tiền, chứ còn các thiết bị điều khiển thực chất không có đáng bao nhiêu. Sau này các bạn đi làm dự án, các bạn đi làm thực tế, các bạn sẽ thấy như này: nếu chỉ trông chờ vào mỗi cái ông controller này, nếu chỉ trông chờ vào mỗi cái hệ thống automation này, thì nó chỉ chiếm từ 3-5% tổng giá trị của dự án, rất nhỏ. Còn lại là gì ạ? Còn lại là mechanics, còn lại là các thiết bị khác, còn lại là các vấn đề khác, chứ không phải là các cái thiết bị controller này, không phải là các BLC này. Nhưng không có BLC này, không có thiết bị điều khiển này thì không được. Đó. Nên do đó là chúng ta phải biết hài hòa giữa cái quan trọng và những cái gì mà chúng ta cần phải phát triển để bổ trợ cho cái quan trọng đó. Đúng không? Chính vì team nó quan trọng thế, do đó là chúng ta thay được cả team. Đúng không? Nhưng mà khi chúng ta đã biết rồi, đã thay được cả team rồi thì khi đó thì team chẳng có ý nghĩa gì nữa. Do đó là chúng ta quan trọng, nhưng chúng ta cũng chẳng biết rằng là cái sự quan trọng đó, sự quan trọng đó có thể được thay thế. Đúng không? Hay nói khác là trong một dự án, cái automation controller nó là quan trọng, nó là quyết định, nhưng cái tổng giá trị của nó lại rất nhỏ. Nên một dự án khi thực tế, khi triển khai, chúng nó liên quan đến tiền, liên quan đến thu nhập, thì cái liên quan đến tiền, liên quan đến thu nhập nó thì tổng thể dự án là cái vấn đề khác, chứ không phải là cái controller này. Đúng không? Nên rất nhiều bạn sau này hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật điện như chúng ta, hay là tự động hóa, thì thông thường là chúng ta sẽ trưởng thành để chúng ta thiết kế, xây dựng, quản trị cả một cái hệ cơ điện. Nó bao gồm cả các cái phần kết cấu cơ, cũng bao gồm cả phần xây lắp, cũng bao gồm cả các cái phần thiết bị hạ áp, trung áp. Thì những cái đấy mới là cái lớn. Mà chúng ta biết rằng là dòng tiền càng lớn, như các dự án giao thông này, đúng không? Mỗi một km, mỗi một km nó liên quan đến hàng vài chục tỷ, thì không phải không của cái vài chục tỷ đấy nó mới nhiều, chứ không phải mỗi bộ điều khiển này liên quan đến vài triệu, cả một dự án liên quan đến vài trăm triệu, liên quan 1-2 tỷ thì nó nhỏ hơn rất nhiều, đúng không? Thì đấy là cái bài toán thực tế thì chúng ta cần nhìn nhận nó. Chúng ta quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần biết là chúng ta phải tập trung hơn nữa vào các cái lĩnh vực tổng thể của hệ thống. Đó. Đây là các cái BLC mà tiên tiến dựa trên nền tảng Q, Q để cho các cái hệ thống chuyên dụng. Ví dụ như là QNH sử dụng cho các dự án có thể tính sự dự phòng nóng, hay là QNU để dự phòng phát triển cho các dự án mà tính đến sự mở rộng, hay QNPRH là dự án các hệ thống dự phòng nóng mà cái chức năng điều khiển analog là yêu cầu một cách mạnh mẽ. Đúng không? Thế thì tùy theo từng cái dự án, tùy theo từng cái nhà máy. Như tôi nói là đối với Mitsubishi thì đầu tiên nó phát triển ứng dụng cho cái nhà máy của họ, cho cái yêu cầu của họ, cho yêu cầu của họ. Sau đó họ mới tiếp thị, họ mới bán ra thị trường và họ mới chào hàng trực tiếp của các khách hàng Nhật. Bởi vì sự phát triển ở trong nội tại nước Nhật cũng như là sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật ra các nước khác rất nhiều, nên họ chỉ đi theo các cái ngôn ngữ của người Nhật,
người ta phục vụ cũng đã đủ rồi, đúng không? Đấy, do đó là và cái sự bền bỉ của cái văn hóa Nhật, do đó nó sẽ luôn duy trì được cái chất lượng, cũng như là luôn duy trì được cái địa vị. Bởi vì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hình dung là về cơ bản người Nhật có khả năng tự phát triển, nhưng không những họ tự phát triển, họ tự có được cái sự sáng tạo, mà bản thân họ còn được kế thừa rất nhiều những cái thành quả của Mỹ, của châu Âu, đặc biệt là Mỹ. Bởi vì nó là một đồng minh tin cậy nhất của Mỹ tại thị trường châu Á. Các bạn hình dung như thế. Nên tại sao mặc dù mùa dịch này chúng ta ngăn gần hết, cấm vận hần hết tất cả các thị thực của châu Âu, nhưng riêng Mỹ chúng ta không. Nên chúng ta biết rằng là cái vai trò, cái địa thế cũng như là cái vị trí của siêu cường Mỹ như thế nào. Đó. Hôm qua tôi nghe một cái bản tin thì tôi thấy rằng là tất cả châu Âu, tất cả các nước khác đều dừng thị thực, riêng người Mỹ thì được. Nên tại sao hầu hết tất cả người dân đều muốn có được cái visa của nước Mỹ là như vậy, đúng không? Thì đấy cũng là cái sự ưu ái đặc biệt. Và gần như là khi bất kỳ một nước nào đó, một người nào đó làm cái gì đó thì đều phải nghĩ đến cái tổng thể, cái chung đó. Còn chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta trong cái giai đoạn đầu của Covid, khi mà tình hình Trung Quốc căng thẳng, các cửa khẩu Lạng Giang, cửa khẩu Lạng Sơn, cửa khẩu Móng Cái ngừng giao thương với Trung Quốc một cái, và chúng ta biết rằng là thiệt hại thế nào. Và hầu hết tất cả các cái mặt hàng nông sản chúng ta xuất chủ yếu đi Mỹ và chế biến sơ chế chủ yếu ở Trung Quốc. Đó. Và hầu hết không phải đến 60-70% các cái nguyên liệu cũng là từ Trung Quốc. Đúng không? Khẩu trang tại sao nó khan hiếm thế? Thì nguồn nguyên liệu nó cũng có ảnh hưởng rất lớn từ Trung Quốc. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là đối với lại cái sản phẩm liên quan đến BLC này, đó, thì hai cái hãng, hai cái thương hiệu rất là mạnh, một bên đại diện cho một cường quốc phát triển là Đức, đúng không? Về công nghệ tự động hóa, một bên đại diện cho một cường quốc khá là phát triển, rất là phát triển, có thể nói là số 1 ở châu Á, một đại sân sau của Mỹ, Nhật, đúng không? Thì Việt Nam mình hài hòa tất, đúng không? Và phát triển độc thời. Thì đi kèm theo cái phần cứng đó thì chúng ta cũng có cái phần mềm, đúng không? Phần mềm để lập trình, phần mềm để có cái giao tiếp với lại thiết bị. Đó. Giao tiếp với thiết bị thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy nó có rất nhiều các loại phần mềm. Tuy nhiên nó phổ biến thì nó cũng chỉ có hai cái dạng phần mềm, ba cái dạng phần mềm cơ bản. Thứ nhất là phần mềm lập trình cho BLC. Cái thứ hai là phần mềm tạo ra cái giao diện điều khiển giám sát trên máy tính, hay là giao diện điều khiển giám sát trên thiết bị người máy, là HMI, Human Machine Interface. Và một cái nhóm phần mềm thứ ba chính là các cái phần mềm hỗ trợ truyền thông. Này, hỗ trợ bằng sông. Đó. Chính là OPC server này.
thì phần mềm lập đối với hãng Siemens, phần mềm lập trình và mô phỏng cho BLC các sản phẩm ngày xưa như là S5 series, S7. Đó. Các phần mềm mà chúng ta cho chúng ta viết các giao diện điều khiển giám sát, ví dụ WinCC, WinCC Flexible, hay các phần mềm lập trình trong các giao diện người máy, tức là các thiết bị phần cứng, Human Machine Interface, là Proton, Proton, TB70, TB070, TB170. Logo thì nó là một cái sản phẩm riêng của Siemens, sau đó nó có một phần mềm riêng, phần mềm phát triển các hệ thống DCS, Distributed Control System, là BCS, các phần mềm phát triển để kết nối truyền thông là OMC Server, kết nối với lại các hệ SCADA, kết nối với S7-200 thì dùng BC Access, còn sau này kết nối với S7-300-400-1200 thì nó tích hợp sẵn cái giao thức vào đấy rồi. Đối với hãng Mitsubishi thì chúng ta có 3 nhóm phần mềm như thế. Phần mềm lập trình và mô phỏng BLC, chúng ta có Epic Win là phần mềm lập trình cho Epic CD, đúng không? Chúng ta có GT, phần mềm SCADA, GT Work, GT Softbox, hay là phần mềm cho HMI, các cái giao diện người máy, các phần mềm cấu hình, các cái thiết bị chấp hành và phần mềm truyền thông OMC Server. Thông thường các cái hãng phát triển thiết bị phần cứng thì kèm theo đó là các cái phần mềm để giao tiếp với lại thiết bị đó, để lập trình cho cái thiết bị đó. Tôi nói rồi, một thiết bị, một hãng sản xuất ra thiết bị DLC bao gồm sự hoàn thiện về phần cứng đáp ứng theo chuẩn, bao gồm hoàn thiện về phần mềm, cái môi trường lập trình để cho người sử dụng tạo ra các câu lệnh ở trong đó, đúng không? Ozone cũng thế, Rockwell, Alem Nuclear cũng vậy, và Hitachi cũng thế, đúng không? Đây là tên một số các cái phần mềm. Ví dụ như Ozone thì chúng ta có là phần mềm gen, phần mềm gen, phần mềm lập trình gen. Còn với Rockwell thì chúng ta có phần mềm lập trình RS Logic và SCADA là RS View. Còn HMI là Banner Builder. Đúng. Mỗi một hãng sẽ có một cái phần mềm, một cái môi trường để lập trình cho BLC riêng. Ngoài ra thì trong tất cả các cái hãng đó thì chúng ta đều đều thấy rằng là họ chỉ tạo ra các cái môi trường, các cái phần mềm cơ bản, chứ nó không trau chuốt để nó đáp ứng được cái thị hiếu, cái yêu cầu của người sử dụng. Do đó là có các cái hãng khác, các hãng thứ ba, hãng chuyên về phần mềm, thì họ thấy được là cái thị phần để mà có thể phục vụ cho khách hàng, và họ phát triển riêng các cái phần mềm của họ. Thì các cái phần mềm và họ chủ yếu tập trung vào các cái phần mềm thiết kế giao diện giữa con người với lại thiết bị, mà cho phép kết nối được với tất cả các thiết bị của các hãng. Thì chúng ta có hãng Wonderware, chúng ta có hãng Citech, chúng ta có hãng Movicom, và tương ứng với nó thì chúng ta có các phần mềm SCADA của phần mềm SCADA Intus của Wonderware, các phần mềm SCADA Citech của hãng Citech, phần mềm SCADA Movicom, phần mềm SCADA Effect. Thì các cái phần mềm này thì cho phép kết nối với rất nhiều các cái BLC của rất nhiều các hãng khác nhau. Nên sau này khi chúng ta nghĩ tới việc chúng ta xây dựng một cái giao diện điều khiển giám sát
chuyên biệt, đáp ứng được các cái yêu cầu khách hàng, thì chúng ta có thể sử dụng một cái phần mềm của cái hãng thứ ba, Wonderware, Citech, Movicon hay Effect, để chúng ta tư vấn cho khách hàng. Và kèm theo đó thì cũng có các cái phần mềm kết nối truyền thông, chính là OBC. Phần mềm OBC của Capware, OBC của Farweb, OBC của Top Server và OBC của Iconix. Thì đấy là phần mềm hỗ trợ cho việc chúng ta kết nối truyền thông giữa BLC với lại cái giao diện điều khiển giám sát SCADA chúng ta xây dựng trên máy tính hoặc là trên điện thoại. Đó. Thì để làm sinh động và làm đa dạng hóa cho các cái hình ảnh trên giao diện thì chúng ta cũng có các cái phần mềm liên quan đến Symbol Factory, có phần mềm liên quan đến Innature Gates, hay là các cái phần mềm liên quan đến thử nghiệm, test các cái giao diện, phần mềm LabVIEW trong phòng thí nghiệm. Thế thì đấy là các cái nội dung liên quan đến hai phần chính, phần cứng hardware, phần mềm software để phục vụ phát triển, để phục vụ phát triển cho việc thiết kế các hệ thống điều khiển sử dụng BLC. Đấy thì nội dung của cái phần chương 2 liên quan đến giới thiệu tổng quan về BLC, giới thiệu để chúng ta có được cái nhìn sơ bộ về các hãng, cái dòng sản phẩm, thì tôi sẽ dừng ở đây. Đó. Và rất là mong muốn rằng là sẽ có những cái sự trao đổi, có cái sự phản hồi, có cái sự đặt câu hỏi của các bạn để tôi với các bạn sẽ làm rõ thêm và nắm bắt chi tiết hơn về cái nội dung mà chúng ta vừa chia sẻ. Ở đây tôi thấy có hai bạn là Phạm Tuấn Tài và Lê Minh Hiệp đề xuất cái gì đây? Alo. Dạ. Các bạn có trao đổi gì không? Ở đây chúng ta, ở đây tôi đang thấy có bạn, hai bạn Phạm Tuấn Tài với Lê Minh Hiệp, có phải lớp chúng ta không? Hai dạ có. Hai bạn này đã join vào chưa? Hai bạn này chưa vào được rồi. Chưa vào à? Tức là bây giờ tôi Lê Minh Hiệp ở lớp mình đúng không? Hả? Vâng. Lê Minh Hiệp mới cả Phạm Thân Tài ở lớp mình. Lớp mình đi. Có hai thằng này vẫn chưa vào. Nó không chưa vào rồi ạ. Thầy gửi yêu cầu rồi đấy. Vào được chưa? Lê Minh Hiệp, Phạm Tuấn Tài vào chưa? Rồi chúng ta có trao đổi chia sẻ nào không? Bạn nào đặt câu hỏi cái? Là có hơi mông lung chứ không đặt câu hỏi được thầy ạ. Vẫn mông lung.
Nhiều sản phẩm quá. Nhiều sản phẩm quá. Học on nó khó hình dung. Nhớ dần dần. Chỉ gọi là để biết tên thôi. Tính năng thì sẽ biết thôi. Ra cái này ở đây cũng phải đọc lại. Thầy đang giới thiệu sản phẩm nên tôi hiểu rồi. Sao em? Bảo thầy đang giới thiệu sản phẩm. Trong nội dung của chương trình là giới thiệu để cho các bạn nắm được mà. Cái này phải về lại thôi. Để sau này chúng ta đi chúng ta còn biết chứ, đúng không? Sau này bài tập các thứ thì nó như nào thầy? Bài tập chúng ta sẽ tôi sẽ giao bài tập, sau đó chúng ta sẽ làm online được mà. Làm online. Các bạn sẽ trước tiên thì nếu chúng ta có máy tính thì chúng ta sẽ cài step 7 Maguin ra. Đó. Thì ghi chữ ở đâu ạ? Cái phần mềm đấy đã nhận được chưa nhỉ? Ở trên nhóm lớp có đây. Nhóm lớp có. Lâu lắm rồi gì nữa. Chắc 7 mail login. Lâu lắm thì là sao mà lát được. Không. Mới không đọc à? Dấu gửi hết rồi gì? Gửi bao giờ đấy? Gửi từ trước lâu lắm rồi không đọc. Lâu lắm thì phải kéo lại rồi. Vừa mới các bạn có thể sau từ gần cùng đến thì nó áp không thôi bài nữa. Các bạn có thể search được mà. Em thấy là cái ứng dụng tia đấy có tài dùng lập trình mô phỏng ứng dụng tia TIA gì? Vâng, 15 vì tải về nó hơi nặng, 50GB. 50GB đấy là mình cài hết thức các thư viện đấy chứ mình làm gì 50GB hiểu không? 50GB đừng cài hết các thư viện à? Cài các cái professional thôi. Xóa hết cả cái phần cài gì à? Chọn cái nào mình cần thì các em cài cái step 7 này. Maguin Maguin 32 Service Pack 9 ấy. Nó sẽ có lỗi ấy. Tuy nhiên chúng ta cứ next qua lỗi đi thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Mục đích cài cái này là để chúng ta sẽ lập trình S7-200. Còn chúng ta cài TIA Postal cái tia đó, chúng ta cài cái bản phiên bản là thấp này. Ví dụ cái phiên bản là 11-12 để chúng ta lập trình cho S7-1200. Đối với lại cài cái tia này thì nó sẽ hơi khó, đúng không? Thì bạn nào mà cần hỗ trợ ấy, thì chúng ta có thể team view. Sau buổi hôm nay thì tôi về tôi cũng sẽ kiểm tra lại, tôi sẽ cài thử lại trên cái máy khác của tôi. Rồi sau đó là tôi sẽ viết lại các cái bước cơ bản. Cũng như là có thể các bạn download về nó bị lỗi. Bởi vì đối với lại Win 10 thì nó luôn luôn thường trực cái chế độ quét virus. Nó có một số file EIA khi chúng ta copy vào thì nó bị mất. Mà cái Defender, cái tường lửa cũng như là cái virus mặc định của Windows nó không phân biệt được đấy là
file ứng dụng hay là file độc hại, nó cứ delete luôn, và nó có thể là sẽ gây ra cái lỗi. Thì tôi cứ xem lại, tôi chia nhỏ nó ra, sau đó là có thể là up lại cho các bạn để các bạn download về. Thì trước mắt thì chúng ta sẽ cài cái step 7 Microwin 32 service 39. Cái này là dễ cài. Thì cái này các bạn có thể tôi sẽ gửi lại cho các bạn một số cái đường link để chúng ta có cái cơ sở để chúng ta thực hiện cài. Đối với lại các bạn mà không có lab thì chúng ta sẽ làm ra giấy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải vất vả hơn một chút, bởi vì về cơ bản thì trên mobile của các bạn cũng sẽ có các cái tài liệu và câu lệnh, nhưng các bạn phải học hoặc viết đấy ra trước thì chúng ta nhớ biết được câu lệnh. Mục đích của chúng ta lập trình, mục đích của chúng ta thực hiện là trên môi trường phần mềm ở đây để chúng ta nhớ câu lệnh, học cách sử dụng các câu lệnh, và chúng ta áp dụng vào các cái bài toán để chúng ta triển khai dần các cái tư duy logic để giải quyết các cái nhiệm vụ của thiết kế hệ thống điều khiển logic. Thì đấy là cái mà chúng ta vận dụng, chúng ta áp dụng. Nghĩa là đối với lại chúng ta trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều cũng có hướng giải quyết và có cách thức thực hiện. Bây giờ tôi sẽ share cho các bạn là một số cái video liên quan đến các cái hệ thống điều khiển logic thực tế. Hello. Anh. Trong thực tế thì các cái hệ thống điều khiển logic thì nó rất nhiều, và có thể nó là một công đoạn nhỏ. Ví dụ trong cái video này thì cái nhiệm vụ của nó ở đây là đếm và phát hiện cái sản phẩm với hai màu sáng và màu tối. Hai màu sáng và màu tối. Và ở đây nó sử dụng nếu thiết kế cho một cái hệ thống này thì nó chỉ đơn giản là một đầu vào. Đúng không? Một đầu vào. Đây là các đầu vào cơ bản nhé. Còn đương nhiên thì nếu tùy theo yêu cầu bài toán của chúng ta có thể đưa vào nhiều con đầu vào. Chúng ta có phân tích cái hình ảnh cái một cái video với cái yêu cầu cụ thể đây, đúng không? Thế ví dụ như là chúng ta nhận được một cái bài toán liên quan đến đếm phân loại sản phẩm trên một cái băng tải như này. Đúng không? Thì chúng ta sẽ lập trình thiết kế hệ thống này. Đúng không? Lập trình thiết kế hệ thống này thì chúng ta sẽ xuống bài phân tích, đúng không? Phân tích bài toán để chúng ta sẽ thực hiện, đúng không? Chúng ta giả thiết rằng là băng tải này chúng ta có, đúng không?
thì chúng ta sẽ thấy rằng là băng tải được dẫn động bởi một động cơ. Đó. Chúng ta không quan tâm đến việc điều khiển chính xác nó nhé, bởi vì điều khiển chính xác nó thì nó mang đến rất nhiều yếu tố. Để quan tâm đến vấn đề này là các cái tín hiệu, các tín hiệu, và chúng ta giả định các tín hiệu là tín hiệu logic, tín hiệu số. Đó. Thì dựa vào các cái yêu cầu công nghệ ở đây, đúng không? Dựa vào cái yêu cầu công nghệ ở đây, thì bài toán ở đây là khá là đơn giản và khá là rõ ràng, là một cái thiết bị đầu vào chính là cái cảm biến phát hiện cái vật, đúng không? Cái sản phẩm có màu sáng, sau đó là màu tối, đúng không? Sau đó thì là đếm cái số lượng đó. Đó. Thì phân tích cái bài toán này thì chúng ta thấy rằng là nó có một đầu vào là cảm biến và một đầu ra là thực hiện chuyển động. Đúng không? Và một đầu ra khác là hiển thị cái số lượng. Nếu theo cái bài toán này, đúng không? Nếu theo bài toán này, còn xây dựng hoàn chỉnh cả một cái hệ thống này thì nó sẽ thông thường trong trong công nghiệp, thông thường trong thiết kế thì nó sẽ sử dụng ba nút nhấn, nhấn start hệ thống, nhấn stop hệ thống và nút nhấn dừng khẩn cấp emergency hệ thống. Đó. Đấy là ba nút nhấn trong công nghiệp hay dùng, mà nó không dùng automat. À, nó có dùng automat chứ nó những automat là để cho cấp nguồn cho cả hệ thống, chứ nó không sử dụng công tắc bật tắt như kiểu cái bóng đèn nhà mình, cũng nó cũng không dùng tiết kiệm đến mức sử dụng cái automat để bật tắt hệ thống, mà không sử dụng qua các nút nhấn. Thông thường trong cái tủ điều khiển công nghiệp ấy, thì bao giờ nó cũng có các cái đèn báo chỉ thị, nó cũng có bao gồm các cái chuyển mạch, nó cũng có bao gồm các cái đèn cảnh báo và cái nút nhấn. Đó. Như vậy thì sau này khi chúng ta thiết kế các cái hệ thống điều khiển logic cũng như là áp dụng vào các cái bài tập ấy, thì dần dần thì chúng ta cũng sẽ quen ngay cái định hình, cái tư duy, tức là vào một hệ thống điều khiển thì bao gồm nó gồm tối thiểu là nút nhấn start, nhấn stop. Mục đích là để chạy và để dừng. Mục đích để chạy và dừng hệ thống hay bất kỳ thiết bị nào đó. Đúng không? Còn tư duy trước đây của chúng ta thì hay rằng là để bật tắt một thiết bị đó chúng ta dùng một cái công tắc, một cái switch, đúng không? Nhưng đối với lại các hệ thống điều khiển logic thì chúng ta tư duy vào đây là bắt đầu là chúng ta sử dụng một nút nhấn start, nút nhấn stop. Nó kèm theo một cái mệnh lệnh là dừng và chạy hệ thống, dừng và chạy thiết bị. Nó xuất phát từ cái tư duy để chúng ta chạy dừng cái động cơ ba pha, đúng không? Và nền tảng đấy chính là điện công nghiệp, và đấy là cái nòng cốt bên cái trang bị điện trong nhiều giao thông vận tải của các bạn. Đó. Thì nó luôn luôn mang cái tư duy đó vào trong cái thiết kế hệ thống điều khiển logic, thiết kế hệ thống điều khiển BLC, là cũng kèm theo là nút nhấn start, nút nhấn stop. Nên các cái bài tập, các cái bài toán sau này trong thiết kế hệ thống điều khiển chúng ta, tôi có cho hay không cho các cái thiết bị đầu vào đó, thì các bạn mặc định có thiết bị đầu vào đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chỉ thị trạng thái bằng các đèn báo. Chỉ trạng thái bằng các đèn báo là trạng thái hoạt động, thông thường là đèn màu xanh. Đấy là tối thiểu, đúng không? Trạng thái lỗi, có bạn dùng đèn màu đỏ, có bạn dùng vàng, đèn màu vàng. Đó.
thì tùy theo cái thiết kế, nhưng ít nhất chúng ta sẽ phải có cái trạng thái đèn chỉ thị báo hệ thống hoạt động là thông thường đèn màu xanh, đúng không? Đèn sự cố thì nhiều bạn dùng màu đỏ, còn đèn báo các cái lỗi thì có bạn dùng màu vàng, hay là có bạn cũng dùng màu đỏ. Bởi vì những cái gì mà không bình thường đều là lỗi cả, cũng đúng, đúng không ạ? Còn trong thiết kế hệ thống điều khiển logic thì chúng ta cũng quen dần với lại các cái thiết bị đầu vào, các cái ngõ vào mà mặc định, cũng như là các thiết bị ngõ vào mặc định đầu ra. Tức là nút đầu vào thì có nút nhấn start and stop, ok đúng không ạ? Đầu ra thì có chỉ thị thiết bị hay là hệ thống đấy hoạt động, đúng không? Ví dụ như là điều khiển cái động cơ hoạt động chẳng hạn, mà thông qua VLC chẳng hạn, thế thì có một đèn chỉ thị cho động cơ hoạt động, đèn màu xanh, đúng không? Còn chúng ta có một cái đèn lỗi hoặc sự cố nữa thì càng tốt, đúng không? Ví dụ đèn màu đỏ cho cái thông báo là lỗi hoặc là sự cố động cơ, đúng không? Đấy thì đấy là những cái mặc định trong hệ thống, có cho hay không cho thì các bạn cứ thêm vào cho tôi. Đó. Thế thì quay trở lại cái ví dụ phân loại và đếm cái sản phẩm trên băng tải này, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngoài cái tín hiệu của cái sensor này ra, sensor này là phát hiện màu sắc này ra, phát hiện vật này ra, thì chúng ta sẽ đưa vào đó hai cái thiết bị nữa là nút nhấn start, nút nhấn stop, đúng không? Như vậy hệ thống này của chúng ta sẽ gồm là ba thiết bị đầu vào, đúng không? Thiết bị đầu ra ở đây thì chúng ta sẽ có tín hiệu điều khiển cái băng tải này chạy, đúng không? Là một, đúng không? Tín hiệu để hiển thị số lượng liệu là hai, đúng không? Tín hiệu để chỉ thị đèn sáng là ba, đúng không? Tín hiệu để chỉ thị đèn báo hoạt động của động cơ băng tải, đúng không? Là ba. Tín hiệu lỗi sự cố của băng tải của hệ thống là 4, đúng không ạ? Thế thì sau này thì cũng có nhiều bạn là trong cái thiết kế mạch điện là thiết kế tắt, nghĩa là tín hiệu đầu ra để điều khiển cái động cơ băng tải này chúng ta không thông qua BLC mà chúng ta thông qua trực tiếp cái dư le để chúng ta sáng đèn cũng được, đúng không? Sáng đèn cũng được, cũng không vấn đề gì cả. Thế tuy nhiên thì tùy theo cái thiết kế hệ thống, nếu mà chúng ta không bị giới hạn liên quan đến số lượng thiết bị ngõ vào, số lượng thiết bị ngõ ra của BLC thì chúng ta thiết kế thoải mái. Nhưng chúng ta bị giới hạn thì chúng ta có thể tính đến việc giảm bớt nó đi, đúng không? Giảm bớt nó đi khi mà chúng ta tích hợp các cái đầu ra lại với nhau. Còn đầu vào là hơi khó, đầu vào là hơi khó, đầu ra chúng ta tính hợp được. Đầu ra tức là chúng ta khi chúng ta điều khiển động cơ nó chạy, đồng thời thì chúng ta cũng nối với tín hiệu đầu ra nó chạy đấy, nối song song với một cái tín hiệu đèn báo, thì đương nhiên là nó cũng sẽ chạy, đúng không? Nó động cơ nó chạy thì đèn nó cũng sáng, mà không cần tín hiệu điều khiển để đèn nó sáng khi động cơ nó chạy, đúng không? Thì đấy là cái chúng ta có thể giảm bớt được cái thiết bị nếu mà bị giới hạn về cái ngõ vào của thiết bị. Bởi vì cái ngõ vào của thiết bị, ngõ ra của thiết bị đây thì nó liên quan mật thiết đến cái việc chúng ta chọn BLC. Như cái bài toán này, chúng ta sẽ có 4 đầu vào, 1, 2, 3 đầu vào và 4 đầu ra, đúng không? Như vậy là nếu một BLC chúng ta muốn chọn thì BLC đó phải có ít nhất 3 đầu vào và 4 đầu ra, đúng không? Nếu chúng ta muốn giảm được cái thiết bị đầu ra nữa thì chúng ta tích hợp thiết bị đầu ra về điều khiển động cơ và thiết bị đầu ra về đèn báo động cơ hoạt động vào một, thì chúng ta sẽ còn ba vào ba ra. Ba ra ở đây là
động cơ hoạt động, đèn báo động cơ hoạt động là một, đèn báo sự cố động cơ, đèn báo sự cố hoạt động là hai, và tín hiệu báo đếm trên LCD là ba. Đúng không? Đấy là cái giả định tối thiểu. Đấy là phân tích, đấy là phân tích bài toán. Đúng không? Như vậy BLC ở đây chúng ta chọn thì sẽ có tối thiểu 3 đầu vào và từ 3, tối thiểu từ 3 đến 4 đầu ra. Nếu BLC nào mà không đáp ứng được vấn đề đó thì chúng ta sẽ không chọn được rồi. Đúng không? Còn chúng ta chọn BLC có nhiều hơn thì càng tốt. Đúng không? Có nhiều hơn càng tốt. Đúng không? Nhưng mà nhiều hơn thì chúng ta phải trả giá cho cái chi phí nó lớn hơn. Đúng không? Chi phí lớn hơn. Do đó khi thiết kế hệ thống, ngoài vấn đề kỹ thuật ra thì nó còn phải đảm bảo vấn đề kinh tế, và quyết định cuối cùng là vấn đề kinh tế. Kỹ thuật nó chỉ là điều kiện cần, đủ của nó phải là kinh tế. Đúng không? Như vậy vừa đảm bảo kỹ thuật và vừa đảm bảo kinh tế nữa thì dự án đấy, kế hoạch đấy, phương án đấy mới được chọn. Đúng không? Đấy thì hay là một cái ví dụ liên quan đến đóng gói. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, đếm số bao. Sau khi bao đóng gói xong rồi thì đếm số bao. Đúng không? Đếm số bao và chuyển sang cái băng tải khác. Đó, nó rất nhiều, đúng. Thì đây nó chỉ là một cái mô đun nhiệm vụ nhỏ trong tổng thể các cái nhiệm vụ lớn, hay là một cái hay một nhiệm vụ khác liên quan đến việc chúng ta kiểm tra chất lượng sản phẩm, chưa kiểm tra chất lượng sản phẩm, mới kiểm tra xem là nó có sữa hay không trong cái bình sữa. Đó. Có hay không, đúng không? Đây mới kiểm tra là trong cái bình sữa này có hay không. Hôm nọ tôi mua một gói mì của Omachi, gói mì Omachi, chả của Masan. Về kiểm tra trong đấy không có gói gia vị, lần đầu tiên bị. Thế thì cũng sẽ có trường hợp là bởi vì hệ thống dây chuyền đóng gói sữa hoặc là các cái sản phẩm mà khi người ta tự động hóa thì đôi khi là vì một cái lỗi nào đó, có thể một chai nào đó, một hộp nào đó là sữa không đủ hoặc là không có sữa. Đấy là chuyện rất bình thường. Thế thì vì thương hiệu của hãng cũng như là khi mà chúng ta loại bỏ về cơ bản sức người ra rồi thì các cái yêu cầu kỹ thuật cần phải đặt ra cho các hệ thống là rất là chặt chẽ. Đó. Hay là hệ thống video cho thang máy này. Cái này chúng ta gặp rất nhiều, đúng không? Gặp rất nhiều, đúng không? Đây là minh họa thang máy, đúng không? Thang máy nhân biết rồi. Điều khiển không phải đơn giản, đặc biệt là điều khiển hàng đợi. Đó. Không đơn giản, đúng không? Tức là có những tập đoàn nó chỉ có một sản phẩm duy nhất là thang máy, các loại thang máy, thang cuốn, đúng không? Và cũng có những tập đoàn là chỉ làm mỗi một loại, một kiểu thang phục vụ khách hàng, phục vụ người, và cả thang máy hàng nữa, đúng không? Rất nhiều.
hay là các hệ thống thông gió. Hệ thống thông gió hút mùi. Không phải lúc nào quạt hút cũng hoạt động. Chỉ khi nào là phát hiện có khói, có cần hoạt động thì mới hoạt động, đúng không? Ví dụ như thế. Hay là các cái hệ thống liên quan đến bể bơi tự động, đúng không? Đó, bể bơi tự động. Đây là các cái hệ thống mà thông thường ở trong các cái khu nghỉ dưỡng. Các khu nghỉ dưỡng. Nhưng tuy nhiên thì đối với chúng ta thì sức người nó còn rẻ, đúng không? Đầu tư thiết bị đắt, đúng không? Nên chúng ta thôi thì cứ dùng người trước. Đó. Rất nhiều các cái hay là hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng theo thời gian thực. Đó. Nó rất đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta thấy là chúng ta triển khai ra một cái số lượng vài nghìn đèn, nó cũng không phải đơn giản, đúng không? Vài nghìn đèn đấy mà làm sao cái chi phí nó lại càng rẻ nữa thì lại cả bài toán. Thì đôi khi là yếu tố liên quan đến một mạch vi xử lý nó lại là hiệu quả. Do đó là các ứng dụng nó rất là đa dạng và phổ biến, và có thể nói là rất là nhiều. Nhiều lắm, rất nhiều các cái ví dụ, rất nhiều các video liên quan đến các cái ứng dụng. Mà đôi khi là mỗi cái video, mỗi ứng dụng này thì lại cho các bạn cái ý tưởng liên quan đến lập trình, đúng không? Có những hệ thống nó sẽ phức tạp hơn, đúng không? Có những hệ thống nó sẽ đơn giản, có những hệ thống nó cơ bản. Thì dần dần chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, đúng không? Đây, những cái ví dụ như hệ thống này thì nó phát hiện là dán nhãn sản phẩm chính xác chưa, đúng không? Cái này dùng rất nhiều trong các cái hệ thống điện tử, dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử. Còn đây các cảm biến phát hiện là mức trong bồn bể và thiết mức theo điểm chứ không phải cảm biến liên tục theo điểm. Tức là cảm biến này là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 điểm mức. 6 điểm mức. Thì tùy theo các cái điểm mức này thì chúng ta sẽ đưa ra các cái thuật toán điều khiển kiểm soát cũng như là giám sát cái mức, các cái điểm mức, cái cột mức ở trong các cái bồn bể này, đúng không? Thì đây là cái hệ thống điều khiển giám sát các cái kho xăng dầu mà tôi cũng đã có cái cơ hội tham dự vào năm khoảng 2004-2003. Chúng ta dùng mỗi cái bồn bể này nó rất là lớn, nó cao cỡ khoảng độ 50 đến 200 mét, và với cái đường kính cũng rất là lớn, đường kính rất là lớn, đường kính thì của nó khoảng 10-20 mét. Như vậy thì cái việc theo dõi ngày xưa thì
quy trình của các bên kho xăng dầu thì một ngày là đo 2 lần, sáng đo và tối đo. Từ đó thì là sẽ có cái điều tiết là tích trữ và phân phối. Còn khi mà vào những năm 99, năm 99, năm 2000 thì đã bắt đầu rằng là sử dụng các cái phương pháp mà đo, phương pháp đo thủ công, phương pháp mà đo điện cơ, đúng không? Và cuộc cách mạng thứ hai là khoảng năm 2000, 2002, 2003 thì bắt đầu lắp các thiết bị đo theo điểm này. Còn ngày nay thì nó lắp thiết bị đo liên tục, tức là nó phát hiện từng milimét thay đổi mực nước. Đó, milimét thay đổi mực nước dựa trên các cảm biến theo nguyên lý siêu âm. Đấy, thì các hệ thống đo bồn bể này, đặc biệt là trong các nhà máy nước, trong các cái nhà máy hóa chất, trong các khu chế xuất xăng dầu dùng rất nhiều. Đấy. Thế thì ví dụ ở đây chẳng hạn đấy, thì nếu chúng ta xét về mức logic thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mức logic. 6 mức logic này thì nó sẽ tương ứng với lại 6 cái ngõ đầu vào, đúng không? 6 ngõ đầu vào của BRC, bởi vì nó dàn ma trận. Thế thì cứ positive, tức là cái mức logic là 1, mức xanh này, đến đâu thì tương ứng với nó thì người ta sẽ ước lượng được là cái thể tích, cái mức chất lỏng ở trong cái bồn này. Đó. Còn đây là một cái ví dụ khác liên quan đến việc hàn cắt theo cái một cái đường màu xác định, hay nói khác là hàn cắt tàu đấy, dùng cho robot hàn. Đó. Với một cái cảm biến laser để phát hiện cái đường hàn, và kèm theo đó là một cái đầu hàn, đúng không? Thì cái này nó sẽ giúp cho cái quá trình gia công rất là nhanh, chính xác, với cái mũi hàn rất là đẹp. Đó. Chứ chúng ta không phải cầm tay dê, nhiều khi đến trưa rồi mệt quá, đói quá thì nó lại ngoằn ngoèo ra, đúng không? Hoặc là chỗ thì dày, chỗ thì mỏng các cái thiết hàn, đúng không? Thì khi mà sử dụng công nghệ robot thì kèm theo đó là nó phải thay thế cái phản xạ cũng như là cái thao tác của con người. Tức là con người thì để mà hàn được thì chúng ta mắt nhìn cái đường hàn, mối hàn, đúng không? Tay thì di chuyển, đúng không? Thì di chuyển càng đều. Một tay nữa thì nhả thiết, đúng không? Di chuyển càng đều, nhả thiết càng đều thì mối hàn nó càng đẹp, càng mịn, đúng không? Nếu chỉ một lúc nào đó chúng ta giật rung tay, hoặc một lúc nào đó chúng ta sẽ lệch cái đường mũi hàn thì tự nhiên mũi hàn đó nó sẽ bị lỗi, đúng không? Sẽ bị xấu. Thế thì công nghệ tự động hóa thì vào áp dụng vào trong robot hàn thì nó sẽ không những tăng được cái hiệu suất, bởi vì robot thì nó không biết mệt, đúng không? Mà nó còn tạo ra các cái mũi hàn đều thấm tắp và đẹp. Thì nó có rất nhiều những cái mà chúng ta sẽ thấy rằng là trong thực tế cũng như là trong công nghiệp gia dụng nó được sử dụng áp dụng rất là phổ biến và nhiều. Đó. Thì tôi sẽ gửi cho bạn các cái video này để các bạn có thể có được những cái ý tưởng
cũng như là có được những cái cách thức tư duy, và chúng ta sẽ cùng nhau để làm một số cái bài toán bài tập trên những nội dung này. Đó. Rồi các bạn có câu hỏi nào không? Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây nhỉ? Dạ không ạ. Cảm ơn các bạn nhé. Buổi sau chúng ta cài cái step 7 mai của Duwin đây nhé. Dạ vâng. Chào tất cả các bạn nhé. Dạ vâng, em chào thầy. Vâng, thầy. Thầy gác máy nhé. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ.